Tiếp tục trong video ngày hôm nay, em gửi đến cho quý vị và các bạn một cái mẫu xe vừa cập bến tại cửa hàng. Một chiếc xe Mazda 3S được sản xuất 2012 với động cơ máy của nó là 1.6. Một chiếc xe rất là đẹp cho các bác lựa chọn nhé. Đấy, một trong những mẫu xe phân khúc hạng C, rộng rãi, lành, bền. Đấy, form dáng cực kỳ là đẹp các bác nhé. Mazda 3S đời 2012, đấy, tư nhân gia đình sử dụng, đấy, rất là đẹp. Không dịch vụ, không taxi, một trong những dòng xe đến từ thương hiệu Nhật Bản. Đấy, bác nào đang có nhu cầu sở hữu những cái dòng xe mà phân khúc hạng C cửa tiền hơn 200 dưới 300 thì có thể tham khảo một cái mẫu xe ngày hôm nay ạ. Đấy, Mazda 3S đời 2012 các bác nhé. Xe để tổng thành sơn si của nó rất là đẹp rồi. Đấy, sáng bóng. Có trang bị cảm biến rồi là màn hình cam lùi đầy đủ hết nhé các bác nhé. Xe hoàn toàn sẵn đi luôn, bao đẹp bao chất cho các bác, không lỗi nhỏ nhé. Đấy, với động cơ 1.6 thì tiêu thụ con này nó cũng chỉ lăn quanh tầm khoảng 7 lít trên 100 cây thôi. Đấy, xe thì nói chung là không có lỗi lầm gì hết, keo chỉ cột kèo zin. Đấy. Về phần nội thất của xe thì phải nói là chủ xe đi khá là giữ gìn, nó là ghế da nguyên bản từ mới đến giờ. Đây các bác có thể xem phần nội thất này. Đấy, nội thất là ghế da nguyên bản từ mới đến giờ nhá. Trần có hệ thống cửa sổ lốc đầy đủ này. Đấy. Đây các bác xem này ạ. Đây, đấy. Máy số là bên em cũng cam kết cho các bác là máy số zin và thân vỏ đều zin này. Đó, nó cái phần bên trong phần tắp ly này nó cũ theo thời gian thôi, chứ là hoàn toàn không có bị đâm xôi tai nạn gì hết. Keo chỉ là zin này, phần tắp ly của nó này các bác xem này. Hệ thống vô lăng có trang bị các phím bấm trên vô lăng và có túi khí an toàn đầy đủ hết các bác nhé. Nó cái ghế da của nó nói chung là nó có cái độ cũ theo thời gian các bác, độ cũ theo thời gian nhé. Đấy, chứ không nó không có rách, chưa có rách. Đấy, nó có độ nhăn hoặc độ hao mòn theo thời gian thôi. Cột kèo sắt xi của nó thì cam kết cho mọi người là tất cả cột kèo đều đinh bấm như máy đều là zin nhé. Đây các bác có thể xem này, tất cả cột kèo đinh bấm như máy đều zin này. Đây. Với cái giá tiền cho cái mẫu xe Mazda 3 2012 này thì cửa tiền nó dưới 300 và dưới 300 triệu. Đấy. Chính xác của nó là 295 triệu đồng cho mẫu xe Mazda 3 này. Đấy. Đời 2012. Đây. Tất cả cột kèo đinh bấm nhà máy đều zin nguyên bản hết. Chất lượng của xe thì bên em cam kết cho mọi người là không có đâm xô tai nạn, không ngập nước. Các bác có thể đến xem xe trực tiếp để xem xe và thương lượng về giá các bác nhé. Đấy. Đây phần khoang cốp này. Đấy, cốp đằng sau đây. Đó. Rất là rộng rãi đúng không ạ? Đấy, hệ thống keo chỉ nó này. Đây, phần keo chỉ này. Nó cũng là zin này. Đấy. Ok, tổng thành của xe rất là ok đấy các bạn. Bao chất bao đẹp cho mọi người nhé. Cầm bệ của nó quá ok. Cầm bệ đẹp. Cầm bệ của nó rất là đẹp luôn. Đây các bác xem phần cầm bệ của nó này. Cảm biến đầy đủ hết các bác nhé. Hệ thống cảm biến đầy đủ này. Đó. Xe này không có mục mọt gì cả. Này gầm bệ của nó không có mục mọt gì hết nhé các bác nhé. Gầm bệ rất là ok, không mục mọt. Đây là sơn xiếc nó bong chóc thôi chứ là không có mục mọt gì cả đâu ạ. Nội thất đằng sau này. Nói chung là bộ ghế da chúng ta vẫn còn ngồi được, vẫn sử dụng tốt. Tại vì nó là ghế da nguyên bản của theo xe đến giờ. Đấy, tuy nó cũ theo thời gian, 2012 nó sử dụng được 12 năm rồi. Nó đã chạy qua 12 năm rồi thì nói chung là nó cũng cũ theo thời gian thôi. Chứ còn là nếu các bác muốn thay thì chúng ta có thể thay. Mà không thì không muốn thay thì chúng ta vẫn cứ để sử dụng tốt luôn. Dòng này ghế da này, da xịn của nó rất là bền. Rất là bền đấy ạ. Đây. Tất cả cột kèo sắt xi của xe thì bên em đều cam kết cho mọi người nhé. Đấy, những cái dòng xe như này bên em có cam kết cho các bác là không có lỗi gì hết. Đăng kiểm dài luôn, đăng kiểm đến tháng 3 2025 mới đăng kiểm xong. 295 triệu thôi cho mẫu xe Mazda 3 này ạ. Đấy, 2012 các bác nhé.
ok, một chiếc xe rất là cứng nhận. Hệ thống la răng này, 4 thắng đĩa các bác nhé, hệ thống 4 thắng đĩa và phanh ABS đầy đủ hết nhé. Xi nhan trên gương. Đấy. Đèn thì được trang bị hệ thống đèn bi cầu siêu sáng luôn. Hệ thống đèn bi siêu sáng nhé. Đấy. Dòng xe Mazda bao giờ thì nó vẫn là đẳng cấp đúng không ạ? Đấy. Một trong những cái mẫu xe phân khúc hạng C mà nói chung là dòng xe này nó cũng bán chạy nhất trong những cái dòng cùng phân khúc ấy. Đấy, kể cả xe cũ thế, xe cũ cũng rất là được rất là nhiều người săn lùng. Cả tiền nó dưới 300 triệu thì nói chung là một chiếc xe số tự động 5 chỗ rộng rãi, form đẹp như này thì mọi người có thể tham khảo nhé. Đây phần tổng thành tắp lô tắp ly của xe này. Xe đi được hơn 16 vạn. Đấy, điều hòa, hệ thống điều hòa thì là hệ thống điều hòa auto bác nhé, hệ thống điều hòa auto. Điều hòa tự động đấy ạ. Cửa sổ trời. Hệ thống cửa sổ trời. Đèn gầm đèn trần đầy đủ hết nha bác nhé, hệ thống đèn trần đầy đủ hết. Xe rất là ok mà các bác. Mazda 2012. Đây em sẽ mở máy cho bác xem phần máy của nó nhé. Máy của nó thì cũng bàn vào chất luôn các bác. Máy của nó, con này phải nói là máy của nó rất là ok. Máy số và thân vỏ đều zin như này thì các bác không phải lăn tăn gì hết nhé. Máy nổ thì bên ngoài không hoàn toàn không nghe được tiếng máy luôn được các bác. Máy rất là êm luôn. Đây ạ. Đây là phần khoang máy của xe này. Đây các bác ạ. Đấy, máy nói chung là chưa động chạm hết các bác nhé. Đây, máy rất là êm, máy nổ cực kỳ êm luôn. Đó. Đấy. Chất máy không bàn đến nhé các bác nhé, không bàn đến luôn. Một chiếc xe tư nhân chính chủ gia đình sử dụng Mazda 3S 2012. Đấy. Lắp cabo nỉ và lắp cabo vẫn còn này. Vâng, vừa rồi thì em đã vừa lên sóng chi tiết cho các bác một cái mẫu xe vừa cập bến tại cửa hàng xong. Một chiếc xe Mazda 3S 2012, tư nhân chính chủ gia đình sử dụng nha các bác nhé. Với giá tiền chỉ có 295 triệu đồng thôi, em bao hồ sơ, bao ship cho mọi người. Bác nào đang có nhu cầu sở hữu mẫu xe này thì alo trực tiếp cho em. Đấy, một chiếc xe rất là ok cho bác lựa chọn nhé. Sedan hai đầu rộng rãi, form dáng đẹp. Đấy, máy gầm chất, xe cam kết cho bác là không lộ lỗi nhỏ nhé. Đấy, và trước khi kết thúc video rất mong mọi người cho em xin một lượt like, một lượt chia sẻ, đăng ký kênh. Xin chào, tạm biệt, hẹn gặp lại các bác trong những cái mẫu video lần sau nhé.